Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại thể loại đọc truyện ma nha các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ truyện ma của tác giả Mạnh Ninh. Các bạn coi kênh mình thì cũng đã quá quen rồi đúng không các bạn? Nhưng mà mình vẫn để cái link Facebook của tác giả Mạnh Ninh ở dưới phần mô tả đó. Các bạn có thể vào đó làm quen với tác giả và đọc thêm nhiều truyện ma nữa nhé. Câu chuyện ma ngày hôm nay có tựa đề là Hồn Ma Báo Tử. Xin mời các bạn cùng nghe. Sáu giờ sáng, tại căn biệt thự xa hoa, tọa lạc nơi đầu con phố Tuy An, Ngọc Ngà choàng tỉnh khi những tia nắng đầu tiên lọt qua ô cửa kính cửa sổ còn mở chút sương đêm động lại. Tiếng chim gọi đàn làm không khí buổi sáng có phần nhộn nhịp. Ngọc Ngà trở dậy sau khi đi tắm và vệ sinh cá nhân, cô mau chóng trang điểm sơ qua và chọn cho mình một bộ đầm màu hồng phấn cùng chiếc nơ cài đầu cùng tông. Đôi má dặm thêm chút phấn, khẽ ửng hồng và đôi môi căng tràn giữa sống ở tuổi mới ngoài đôi mươi. Ngọc Ngà tiến xuống cầu thang và nhanh tay đẩy lớp cửa gỗ mạ vàng nhằm hướng ra ngoài con lộ. Tiếng bà Hương, mẹ cô gọi giật lại. Ngọc Ngà, con đi đâu mà sớm vậy? Sao ra ngoài mà không nói mẹ một tiếng? Để mẹ gọi anh tài xế đưa con đi cho tiện nha. Ngọc Ngà dừng chân, quay lại nhìn mẹ rồi cười hiền. Dạ, con có cuộc hẹn với người bạn cũ mẹ ở ngay cái nhà hàng Paradise gần đây nè. Con muốn thả bộ một chút để ngắm nhìn sau bao năm con phố nhỏ này nó có gì thay đổi không á mà. Bà Hương tính lên tiếng cản lại thì ông Khánh chồng bà tiến từ trong phòng ngủ ra và lên tiếng. Con nó lớn rồi mà bà, cứ để nó lo đi, cứ kìm kẹp nó mãi làm sao nó lớn được. Mà bà có sống cả đời với nó không? Hả? Có lo được cho nó cả đời không? Đoạn ông Khánh ngồi xuống bàn với lấy tờ báo sáng định đọc, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, ông đột nhiên căn dặn. Nè con, đi ra ngoài thì nhớ chú ý an toàn, dạo này là trộm cướp nhiều lắm đó. Ngọc Ngà cúi đầu dạ một tiếng rồi cười bảo. Dạ, con xin phép ba mẹ con đi. Bà Hương nhìn theo bóng thước tha của con gái mình thì thở dài thường thượt. Bà biết con gái bà có cuộc hẹn với Việt Toàn, cậu con trai làm nghề sửa xe máy ở đầu con lộ cách đây một khu phố. Nhưng tuyệt nhiên bà không dám hé lời. Ông Khánh chồng bà là dân làm ăn buôn bán. Tuy rằng ông Khánh rất yêu vợ, thương con, nhưng đối với ông, tiền bạc cũng được đặt ngang hàng với vợ con và coi như là hơi thở của ông ấy vậy. 5 năm trước, cũng chính ông Khánh là người ngăn cản mối lương duyên này sau khi phát hiện ra đứa con gái duy nhất của mình lại đi quen biết với thằng sửa xe bần hàn. Dù bà Hương có thầm ngăn cản, nhưng trong thâm tâm, Ngọc Ngà cũng mới là học sinh cuối cấp. Dù muốn hay không, bà cũng phải đồng ý với quyết định của chồng mình. Kể thêm một chút về Ngọc Ngà, cô là con gái duy nhất của gia đình ông Khánh, bà Hương. Là con gái rượu của tập đoàn rượu vang nổi tiếng khắp cái đất Hà Thành này. Sau bao năm chán nản cái ồn ào phố thị, ông bà Khánh dọn hẳn về mảnh đất ven ngoại thành này để tận hưởng những cái bình yên của buổi sáng. Ngọc Ngà là một tiểu thư đại cát, nhưng vốn được bà Hương dạy bảo từ bé, nên lớn lên sống không dựa dẫm vào gia thế, mà ngược lại cô còn có một cái gì đó sắt đá giống hệt như ông Khánh cha mình. Trái với Ngọc Ngà, Việt Toàn lại là một chàng trai có xuất thân cực kỳ éo le. Việt Toàn là một chàng trai nghèo khổ, xuất xứ ở quê lên rồi bám trụ ở mảnh đất này. Bà mẹ Việt Toàn lần lượt bỏ anh đi trong đêm mưa gió tối trời năm ấy, khi đó anh chỉ mới vừa 14 tuổi. Người bác ruột thì nhẫn tâm đẩy anh ra khỏi nhà để độc chiếm mảnh đất cha ông để lại. Thân cô thế cô, lại nghe theo lời đám đầu xanh đầu đỏ lên Hà Thành mà làm nghề đánh giày phát báo. Tiền kiếm được thì cũng đều bị lũ ma cô trấn mất 8 phần, đổi lại được bữa cơm 2 bữa và còn có địa bàn tha hồ làm việc mà chẳng sợ đụng chạm ai.
Trong một lần tình cờ đi phát báo, Việt Toàn may mắn cứu sống được một người đàn ông tên Tuấn. Người đàn ông đó thì cũng chẳng khá giả gì, lại sống một thân một mình ở cái tiệm sửa xe tồi tàn. Nhận thấy cậu bé ân nhân này ăn nói lễ phép, hỏi ra thì hoàn cảnh cũng đáng thương vô cùng, nên cũng mau chóng nhận cậu ta làm con nuôi, cho ăn học và ở lại tiệm luôn. Duyên kỳ ngộ của cô tiểu thư Đại Cát cùng anh chàng sửa xe tốt bụng diễn ra đúng 5 năm sau, từ cái ngày mà ông Tuấn nhận Việt Toàn làm con nuôi. Mà kể ra thì chuyện của Ngọc Ngà quen Việt Toàn cũng kỳ lạ và lãng mạn lắm. Hôm đó Ngọc Ngà có tiết học ôn thi khá căng thẳng, bài tập chồng chất nên về khá trễ. Lúc đó tầm 5 giờ chiều, tiết trời tháng 7 mọi lần còn chưa tối hẳn, nhưng hôm đó lại âm u lạ thường. Từng cơn gió thốc vào làm rối tung mớ tóc thề của Ngọc Ngà, báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa lớn. Đang lây hoay chạy xe thì chiếc Honda đột nhiên chết máy. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào chạy được nữa. Đang lây hoay không biết xử lý như thế nào vì cơn mưa mỗi lúc một lớn, làm cho bầu trời tối sầm lại, kéo theo tiếng sấm sét ầm ầm dọc ngang bầu trời, mà chiếc xe vẫn cứ đứng ì ra. Ngọc Ngà còn đang còng lưng đẩy xe thì đúng lúc đó có một chàng trai xuất hiện. Dáng hình người đó cao cao, mái tóc xoăn tự nhiên, làn da rám nắng toát lên nét phong trần bụi bặm. Người đó nhìn cô đang mệt nhọc đẩy xe dưới làn mưa tầm tã mà ân cần hỏi: "Xe cô bị hư hả?" Một giọng trầm ấm vang lên bên tai Ngọc Ngà, làm cho Ngọc Ngà bất giác giật mình, vén nhanh mớ tóc thề đang ướt sũng vì nước mưa, mà mất mấy giây sau cô mới trả lời lại được: "Dạ vâng, không hiểu sao chiếc xe Honda của em tự nhiên chết máy anh ạ. Em thì lại không có rành, cũng không biết làm thế nào nữa." Chàng trai cười dịu dàng rồi bảo: "Cô để đó tôi xem giúp cho. Cô che đỡ cho khỏi ướt mưa nè. Mưa tháng 7 lớn lắm, không cẩn thận là bị cảm như chơi đó." Nói rồi chàng trai đưa cho Ngọc Ngà cây dù trên tay mình, rồi cắm cúi đội mưa mà sửa lại chiếc xe. Xong rồi đó, cô nhanh về đi không thôi tối đó, trời càng lúc càng mưa lớn rồi, cơn mưa này nghe chừng là lâu lắm đó nha. Ngọc Ngà nhìn chàng trai đang ướt sũng vì mưa gió, cánh áo mỏng ôm sát lấy bờ vai rộng, làm con tim cô thoáng chút xao xuyến. Mấy giây sau mới lý nhí gật đầu cảm ơn: "Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ." Chàng trai gật đầu cười hiền, hàm răng đều như hạt bưởi, càng làm tôn lên vẻ phong trần mà trước đây cô chưa từng gặp. "Không có chi đâu, sau này nếu mà xe cô có hư á thì cứ ghé tôi nha. Tôi có cái tiệm sửa xe ở gần đây nè, ở ngay cái đầu con dốc này luôn. Thôi chào cô, tôi về nha. Cô cũng về nhanh đi, không thôi bệnh á." Ngọc Ngà gật đầu nhìn bóng chàng trai chạy vội dưới mưa gió, mà quên bén đi việc là chưa trả cho anh ta chiếc ô đang cầm khư khư trong tay. Chút bỡ ngỡ nhanh chóng bị cơn mưa ầm ầm cuốn đi, cô nhanh chóng nổ máy chiếc xe Honda rồi trở về nhà. Trưa hôm sau, nhân lúc đi ôn luyện về, theo lời chàng trai nói lúc tàu ngộ hôm qua, Ngọc Ngà ghé đến đoạn đầu con dốc và quả nhiên tìm được tiệm sửa xe đó. Sau khi trả lại chiếc ô và nói chuyện dăm ba câu thì Ngọc Ngà biết được chàng trai đó tên là Việt Toàn. Việt Toàn thì cũng trạc tuổi cô, lại có hoàn cảnh cực kỳ bi đát. Việt Toàn bị đẩy ra khỏi nhà, sau này làm chăm công nghịch việc, và cuối cùng thì học được nghề sửa xe từ bố nuôi. Sau khi người bố nuôi đó qua đời thì anh ở luôn căn nhà và chăm sóc công việc và hưởng lửa cho ông ấy. Dần dà qua lại thế nào mà hai người lại có tình cảm với nhau? Việt Toàn hoàn toàn khác với đám người trước đây đeo đuổi cô, lại bị một cuộc đời phong trần của anh lôi cuốn. Những lần Việt Toàn chờ đợi để dúi cho cô nắm xôi, hay những món quà đơn giản tự tay anh làm, rồi những lần anh kể về những dự định ở tương lai, càng làm cho cô thêm say đắm chàng trai nghèo nhưng có chí tiến thủ này. Dĩ nhiên Ngọc Ngà giấu nhẹm việc mình là con nhà giàu gia thế, có của ăn của để mấy đời không hết, bởi vì sợ anh mặc cảm mà xa lánh mình. Ngọc Ngà còn nhớ rất rõ cái lần hai đứa đi ăn tiệm, cô ngạc nhiên lắm khi thấy anh gọi ra mấy món toàn là cá.
cô mới thắc mắc hỏi: Ủa, anh thích ăn cá lắm hả? Việt Toàn mỉm cười, rồi nhẹ nhàng gắp cho cô một miếng mắt cá, rồi dịu dàng bảo: Lúc mà ba mẹ anh còn sống, họ thương anh lắm. Mỗi lần mà có món cá đó là lại ưu tiên gắp mắt cá cho anh. Và bây giờ anh cũng muốn dành sự yêu thương đó cho em. Em đồng ý nhé. Thoáng thấy nét ngập ngừng trong đôi mắt biết của cô, anh cười xòa nhìn cô âu yếm, đoạn cầm tay cô mà thủ thỉ: Thật ra mắt cá thì cũng chẳng ngon lành gì, chẳng qua anh được ba mẹ chiều thế nên quen rồi. Từ nay nó sẽ thuộc về em, hãy để cho anh được chăm sóc và chiều chuộng em nhé. Giây phút đó, trái tim ngọc ngà đã chính thức mở ra. Thứ tình cảm đầu đời thiêng liêng đó nồng nàn và run rẩy lắm. Việt Toàn cầm tay cô và bảo: Thật ra anh cũng không thể hiểu được tại sao mắt cá lại tượng trưng cho sự yêu thương và chiều chuộng. Nhưng không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần từ nay ăn món cá, anh sẽ gấp cho em ăn. Hứa với anh, đây là bí mật của riêng hai ta thôi nha. Trái tim của cô đã trao trọn vẹn cho anh từ giây phút đó. Từ chiếc mắt cá bé nhỏ, sự quan tâm, từ hơi thở nồng nàn, giọng nói trầm ấm, năm 18 tuổi, Ngọc Ngà đã yêu. Thế rồi những e ấp vỗ về, những hẹn thề, động viên, những dòng tin nhắn vụn trộm càng làm cho tình cảm của họ thêm sâu đậm cho tới một buổi chiều ngày hôm đó. Bốp! Cái tát như trời giáng của ông Khánh làm cho Ngọc Ngà say sẩm mặt mày, ngã hẳn xuống chiếc giường màu hồng bọc nhung thượng hạng. Tiếng ông Khánh rít lên qua kẽ răng: Ngọc Ngà, ba mẹ nuôi mày cực khổ, mày biết thời gian này rất là quan trọng không? Mày còn phải thi tốt nghiệp rồi cũng đi du học nữa. Tương lai của mày còn ở ngoài kia, sao lại đem lòng đi yêu cái thằng khô rách áo ôm? Mày tính ném công sức bao nhiêu năm của chúng tao xuống sông, xuống biển hả? Bà Hương thấy chồng mình nóng quá thì lại ôm con gái vào lòng, rồi dở giọng năn nỉ: Ông ơi ông, tôi xin ông, nó còn nhỏ dại mà, từ từ rồi dạy nó. Ông Khánh nhìn vợ rồi gầm lên: Cũng tại bà đó, suốt ngày chỉ lo mua sắm, không có ngó ngàng gì tới nó. Con hư là tại mẹ mà, cháu hư thì tại bà, có sai đâu. Bà còn ở đó mà từ từ được hả? Nó yêu cái thằng nghèo mạt rẹp làm nghề sửa xe kìa, nó bồi cho chát cháu vô mặt tôi kìa. Rồi sau này tôi còn nhìn mặt ai? Rồi ai sẽ là người gánh vác cái gia sản này? Bà Hương nghe chồng nói thế thì run lẩy bẩy, rồi đẩy vào vai con gái mà lắp bắp: Con có thật vậy không? Con đi yêu thằng sửa xe hả? Đúng không? Ngọc Ngà vùng tay của mẹ ra rồi gào lên tuyệt vọng: Đúng, anh ấy làm nghề sửa xe, nhưng anh ấy đâu có xin ai dù chỉ một đồng một cắc nào đâu bố mẹ. Anh ấy còn hơn rất là nhiều kẻ mà chỉ biết lấy tiền của gia đình mà tiêu xài thôi, không biết làm ăn gì. Bố mẹ hiểu cho con. Lại một tiếng bóp vang lên, một cái tát nữa như trời giáng tiếp theo làm cho Ngọc Ngà đỏ bừng mặt, ngồi sụp xuống ôm gối khóc nức nở. Ông Khánh hầm hầm sắc mặt, chỉ tay vào mặt con gái mà lớn giọng: Cấm, tao cấm mày từ nay không được qua lại với nó. Còn 2 tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi, thủ tục du học tao cũng lo xong hết rồi. Mày cứ liệu cái hồn, mày mà còn làm trái ý tao thì đừng trách tao sống ác với nó. Vào 8 giờ tối ngày hôm đó: Ê thằng kia, sửa cho anh mày cái xe coi. Tiếng thằng tóc đỏ trong đám 4 tên tướng mạo bậm trợn tiến vào trong tiệm. Việt Toàn còn đang lúi húi dọn nốt đống đồ chuẩn bị đóng cửa tiệm, nghe thấy tiếng gọi thì giật mình quay lại, với tay lấy chiếc khăn lau dính đầy vết dầu nhớt rồi cười bảo: Ủa, xe bị sao vậy mấy anh? Để em coi cho. Chưa nghe tiếng trả lời thì Việt Toàn đã thấy nhói ở vùng bụng, cảm giác đau đớn truyền rất nhanh đến não, lan ra tứ chi, làm cổ họng trào lên cảm giác khó thở tột độ.
Nắm đấm của thằng côn đồ thổi thẳng vào bụng anh một cách bất ngờ, làm cho Việt Toàn đổ ập xuống, ôm bụng đau đớn. Đám côn đồ không nói không rằng, tay lăm lăm tuyếp sắt cứ nhè thân thể Việt Toàn mà giáng xuống những đòn cật lực. Tiệm sửa xe tồi tàn còn bị chúng đập cho tan tành. Hàng xóm ở con lộ nghèo nàn đó thấy vậy nhưng chẳng ai dám ra ngăn cản. Phần vì đám côn đồ quá hung hăng, phần vì Toàn là phận làm thuê, ai cũng muốn an phận nên chỉ biết đứng nép lại mà chỉ trỏ. Trước khi bỏ đi, tên tóc đỏ với hai cánh tay chi chít hình xăm tiến lại túm tóc Việt Toàn mà gằn giọng: "Nhãi con, muốn yên sống ở nơi đây thì cấm mày qua lại với con gái của ông chủ tao nha. Tiểu thư Ngọc Ngà đó, mày không có giới tới được đâu. Đừng có mà tư tưởng để mà đồ đeo chân hạt. Lần này là tao cảnh cáo, lần sau đi chết mẹ nha mày." Nói rồi gã móc một bọc tiền, trong đó toàn giấy bạc mệnh giá lớn, ném vào mặt Việt Toàn rồi cười đẻo bảo: "Chỗ này cũng khá đó, cầm lấy rồi biến đi. Lần này là ông chủ tao tha, còn lần sau thì đừng có trách tại sao biển xanh lại mặn nha." Sau khi đám côn đồ bỏ đi, mấy người hàng xóm tiến lại dìu Việt Toàn lúc này đang nằm bẹp dưới nền nhà mà hỏi han. Việt Toàn lau vệt máu rồi ngồi bệt dưới đất, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Đến lúc này Việt Toàn mới biết người con gái mà mình đem lòng nhớ nhung lại chính là cô tiểu thư của một gia đình danh giá. 12 giờ đêm hôm ấy, Việt Toàn lục tìm trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ, rồi lặng lẽ khép cửa tìm đến địa chỉ nhà Ngọc Ngà. Phòng ngủ của Ngọc Ngà ở lầu 2 vẫn sáng đèn. Việt Toàn đắn đo đưa tay bấm chuông mấy lần, nhưng rào cản nào đó làm cho anh phân vân. Đặt lại chiếc hộp cùng phong thư ở bên cạnh thùng thư, rồi lầm lũi trở ra con lộ tối om. Trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã. Việt Toàn thất thểu bước từng bước nặng nhọc, nước mắt nóng ấm hòa cùng nước mưa chảy dài xuống gò má. Đến lúc này Việt Toàn đã cay đắng chấp nhận mọi chuyện. Thứ tình cảm đầu đời nồng nàn bao nhiêu thì càng bóp nghẹt trái tim chai sạn của anh bấy nhiêu. Bao nhiêu năm chịu đủ đắng cay, lần đầu tiên Việt Toàn biết thế nào là đau đớn tột cùng. Có lẽ anh phải quên người con gái này đi, hoặc cứ coi như hai người chưa từng quen biết, chưa từng có những buổi chiều đưa nhau đi dạo phố, chưa từng có những hình ảnh giữa lớp học anh đã tặng Ngọc Ngà cả trăm bông hồng làm cả trường háo hức đến xem. Bản đi 2 tuần, Việt Toàn nhất định không chịu nghe máy. Anh tìm mọi cách tránh mặt Ngọc Ngà, còn cô cũng chẳng dễ dàng gì dưới sự quản thúc gắt gao của cha mình. Việt Toàn nén lòng mà giấu đi tất cả mọi chuyện, rằng ông Khánh đã cho người tìm đến anh, mẹ cô đã gọi cho anh, nghĩ sự nghiệp của cô nên anh cũng đồng ý. Việt Toàn lầm lũi làm việc và chấp nhận cảm giác đau đớn. Giữa dòng xoáy của cơm áo gạo tiền, cuộc sống của anh ngày càng suy sụp, ngay từ lúc hiểu ra hết mọi thứ. Sợ là cảm giác mà anh đang gánh chịu. Anh sợ cô vì anh mà bỏ cả tương lai, vì anh mà mất hết tất cả. Hai người hai cuộc đời khác biệt làm con tim anh bỗng chốc có một rào cản gì đó vô hình. Dù chân lý tình yêu thì chỉ có một. Sau nhiều năm bôn ba bên ngoài, cuối cùng cô cũng trở về với công ty của gia đình. Nhưng từ đó cô phát hiện ra mình không thể yêu thêm một người đàn ông nào nữa. Ngần ấy năm sang nước ngoài du học, mỗi khi dự tiệc có món cá, chẳng còn ai gắp mắt cá cho cô ăn nữa. Và mỗi lần rời khỏi bàn tiệc, cô thường ngoái lại nhìn cái mắt cá còn sót lại trên đĩa. Trở lại hiện thực, đã 5 năm ròng cô mới trở lại cái quán quen năm nào. Nhưng đi cùng cô đã có bóng hình của một người đàn ông khác, là Mạnh Tuấn. Mạnh Tuấn là du học sinh cùng lớp với cô. Giữa cô và Mạnh Tuấn chỉ giới hạn ở mức tình bạn, dù Mạnh Tuấn một lòng đeo đuổi cô 5 năm ròng. Buổi gặp mặt định mệnh sáng hôm đó làm cho trái tim của cô lại dâng lên những cảm xúc của ngày đầu. Việt Toàn thì vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh, vẫn là mái tóc quen thuộc. Ở anh toát lên nét phong trần bụi bặm hơn xưa,
chỉ có điều đôi mắt có vẻ đờn bột và khoảng cách trong tim dường như nhiều hơn khi thấy cô cùng người đàn ông khác sánh vai bên nhau. Anh dạo này thế nào rồi? Công việc vẫn ổn cả chứ? Tiếng Ngọc Ngà vang lên kèm theo cái gật đầu của Mạnh Tuấn. Việt Toàn cười chua chát và bảo anh vẫn vậy, còn em thì sao? Mà đây là... Mạnh Tuấn đưa tay bắt tay Việt Toàn rồi đáp: chào anh, tôi là Mạnh Tuấn, là hôn phu của Ngọc Ngà. Việt Toàn bắt tay cho có lệ rồi cay đắng hỏi: bao giờ thì hai người định làm đám cưới? Ngọc Ngà nhìn anh bằng ánh mắt đầy đau khổ. Trong cô vẫn rực lên tình cảm ban đầu, nhưng không biết mở lời ra sao. Cả ba cùng ngồi dùng bữa, trong không khí trục xuống như dây đàn. Một tiếng đồng hồ trôi qua dài như một ngày. Sau lần gặp mặt đó, cô có vài lần chủ động tới tìm anh, nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách cho hai người. Vẫn là nỗi đau, sự chấp nhận hiện thực rằng hai người hoàn toàn thuộc về hai thế giới. Anh không thể để cho cô đánh mất tương lai vì mình, một kẻ như anh được. Huống hồ gì, lão Khánh cha cô và gia đình Mạnh Tuấn là chỗ làm ăn lớn. Lão sớm đã sắp đặt mối lương duyên này rồi. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, cho đến một buổi sáng ngày hôm đó. Việt Toàn đang cầm cuội sửa lại chiếc ba gác cho lão Huân, thì cuộc trò chuyện của lão với mấy lão già rỗi việc tụ tập chè thuốc ở quán làm anh châu mày lắng nghe. Tiếng lão Huân vọng ra sàn sảng: nè, nghe chuyện gì chưa? Nhà lão Khánh bị tai nạn giao thông đó. Nghe đâu cả nhà bị tai nạn luôn. Mới ngày hôm qua thôi nè, một cái thằng lái xe bồn, nó say rượu, nó tông vô xe nhà lão. Ôi dồi ôi, nó nát hết luôn. Đã vậy nha, nhà lão hả, tự nhiên cứ xui đuổi bị niêm phong hết luôn. Cái công ty của nhà lão á, nghe đồn là liên quan gì đến một cái đường dây nhập lụ rậu gì đó luôn á. Tiếng một gã khác thì lè nhẹ thắc mắc: lão Khánh nào? Rồi có ai chết không? Lão Huân tóc má rít bi thuốc lào, khoan khoái thở ra lớp khói trắng đục, rồi ra vẻ hiểu biết và đáp: lão Khánh nhà đó cách đây hai con đường có cái căn biệt thự màu trắng đó. Nghe đâu tai nạn là ngay cái đầu cao cốc kia kìa. Mà thấy bảo vợ lão chả bị sao, chồng cũng không bị sao, nhưng mà có nhỏ con gái á, là nó bị chấn thương mắt, có khả năng nó mù luôn á. Trời khổ thiệt, cái nghe nói con bé đó nó mới du học về, đang chuẩn bị lấy chồng á. Việt Toàn giật cả mình, đánh rơi cái cờ lê, lao ra trước mặt lão Huân mà giật giọng hỏi: Bác nghe từ ai vậy? Lão Huân thoáng chút giật mình, gãi đầu rồi thủng thẳng: thì cái tai nạn lớn như vậy ai mà không biết, người ta đâu mầm lên mà. Mà làm sao, mà có liên quan gì đến chú mày? Mà sồn sồn nên làm cái gì vậy? Việt Toàn lao nhanh ra chiếc xe Honda rồi nổ máy chạy ngay đến bệnh viện sau khi đã hỏi thăm được tình hình. Nhìn thấy người con gái bao năm qua mà mình yêu nằm im lìm trên băng ca, đầu quấn chặt mớ vải cứu thương, trên người chằng chịt dây nhợ, mà anh đau đớn ôm ngực rồi gục xuống. Ông bà Khánh sau khi đi mua cơm về, đến lúc này mới nhận ra người con trai đang gục trước cửa phòng cấp cứu là bạn trai của con gái mình năm nào. Vốn đã có sẵn hiềm khích nên ông Khánh thẳng tay đuổi anh về. Ông lớn tiếng đến nỗi mà y tá cũng phải ra nhắc nhở. Ông Khánh nhìn anh ta rồi nói với giọng mỉa mai: sao, cậu thấy gia đình chúng tôi ranh ông nổi này, cậu vui lắm phải không? Việt Toàn không đáp. Bà Hương nghe vậy thì cũng bực mình gắt lên: đến phút nào rồi mà ông còn giữ cái thái độ đó? Đoạn quay qua Việt Toàn rồi hỏi: cháu tới lâu chưa? Việt Toàn gật đầu đáp: dạ, cháu cũng mới nghe tin là tới liền. Tình hình sao rồi bác? Bà Hương chán nản, ngồi sụp xuống chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân rồi ôm mặt lo lắng: bác sĩ bảo nó bị tổn thương giác mạc,
cũng vòng một tháng nữa mà không chữa kịp thì nó sẽ mù vĩnh viễn luôn đó cháu. Công ty nhà bác thì đang gặp vấn đề, chi phí thì cao quá. Vả lại cái quan trọng là bây giờ kiếm giác mạc đâu có dễ hả con, mà cái này phải cần gấp nữa. Ông Khánh bực dọc rồi bảo: lo lắng cái gì, công ty mình bị oan, sớm muộn gì cũng được mở niêm phong hết tài sản thôi. Còn chi phí bây giờ thì để thằng Tuấn nó lo liệu đã. Nó đang đi công tác Thái Lan, nay mai là nó về rồi. Bà Hương thở dài đáp: chờ con rể quý của ông về thì chắc con gái tôi thành kẻ mù loà rồi. Tôi đã báo cho nó từ hôm qua, mà ông biết nó bảo sao không? Nó nói là xong hợp đồng nó mới về được. Tiếng cãi cọ cứ thế mà dồn dập. Việc Toàn cho mày suy nghĩ, rồi mặc kệ hai vợ chồng ông Khánh mà lẳng lặng bỏ đi. Ông Khánh nhìn bóng Việc Toàn khuất sau hành lang thì nhìn vợ mà dè biểu: đó, mới có nghe như vậy thôi là nó cúp đuôi nó chạy rồi. Thời buổi này mà mẹ con nhà bà còn mơ với chả mộng. Cứ đợi thằng Tuấn nó về nó lo liệu cho. Tôi nhìn người có sai bao giờ đâu. Ngọc Ngà nằm im lìm trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày mấy đêm không tỉnh lại. Việc Toàn ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác. Đêm xuống, anh tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than. Một tuần trôi qua, Ngọc Ngà vẫn im lìm. Việc Toàn đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng cầu xin trong hy vọng. Nhưng dường như Chúa ở trên cao quá, không thể nghe thấu lời khẩn cầu của anh. Việc Toàn gõ cửa, nhẹ nhàng ngồi vào bàn làm việc của bác sĩ. Anh xoa xoa hai bàn tay còn dính dầu mỡ rồi nói: bác sĩ, có cách nào để cứu cho đôi mắt của bạn gái cháu không ạ? Bác sĩ trưởng khoa cẩn thận đọc hồ sơ một hồi rồi đáp: chỉ có một cách duy nhất là phẫu thuật thay giác mạc mới thôi. Chi phí cũng khá đắt đỏ đó. Nếu không tiến hành sớm thì cả đời này bệnh nhân sẽ sống trong mù lòa, diễn biến càng lúc càng xấu rồi. Việc Toàn chau mày rồi hỏi dồn dập. Hai người trao đổi qua lại rất lâu. Đến khi nghe Việc Toàn trình bày, bác sĩ Hải Hùng đánh rơi cả cốc cà phê trong tay mà lắp bắp: Cậu nói gì? Cậu định hiến giác mạc cho cô ấy à? Cậu có biết làm như vậy có khả năng cậu sẽ phải chết không? Cậu còn trẻ, còn tương lai mà. Việc Toàn nắm chặt hai bàn tay của bác sĩ mà quả quyết: cháu đã nghĩ kỹ rồi, bác sĩ đừng cản cháu nữa. Chỉ xin bác sĩ cố gắng cứu lấy bạn gái cháu thôi. Rồi mặc cho bác sĩ còn đang ú a ú ớ, Việc Toàn nhanh chóng cúi đầu chào rồi đẩy cửa bước ra. Chiều hôm ấy, vị bác sĩ dù khuyên can hết lời nhưng nhất định Việc Toàn cũng không thay đổi ý định. Anh móc ra trong chiếc ba lô cũ kỹ một cọc tiền rồi đặt lên bàn và bảo: dạ, đây là khoảng 250 triệu cháu dành dụm được. Bác cứ coi chi phí phẫu thuật bao nhiêu rồi tính cho cháu. Giấy tờ hiến giác mạc cháu cũng làm đầy đủ rồi. Cháu đi nha bác sĩ. Vị bác sĩ già đứng lặng người bên bàn làm việc, nhìn theo bóng Việc Toàn khuất dần nơi cuối hành lang. Bất giác thương cảm trào dâng, giọt nước mắt chảy ra. Việc Toàn đeo tai nghe, bản nhạc cũ hai người khe khẽ vọng lên bên tai dưới tiết trời mưa phùn. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau, bao nhiêu hình ảnh của Ngọc Ngà cứ trào lên như một tức phim tua ngược, làm cho trái tim của Việc Toàn đau nhói. 12 giờ đêm trên xa lộ, Việc Toàn mỉm cười, nhắm chặt hai mắt. Bóng anh lao vụt trên xa lộ ướt sũng nước mưa. Công tơ mét của chiếc Honda cũ đã đạt tốc độ tối đa. Hai giờ sáng, ông Khánh cùng vợ mình là bà Hương đang mệt mỏi gục bên chiếc giường bệnh của con gái thì nhận được tin của bác sĩ trưởng khoa mời lên gặp mặt. Hai vợ chồng đẩy cửa bước vào. Bác sĩ trưởng khoa nén nỗi buồn trong lòng mà thông báo: tôi xin thông báo cho ông bà biết một tin, bệnh viện đã nhận được giác mạc, có thể tiến hành phẫu thuật ngay trong hôm nay. Bà Hương mừng quá xích xoa, nhưng chợt nghĩ tới số tiền phẫu thuật, bà lại khẽ chụp mắt.
Như đoán được điều khó xử trong lòng bà, vị bác sĩ trưởng khoa liền lên tiếng. Vấn đề chi phí thì ông bà cũng đừng lo, đã có người đứng ra chi trả toàn bộ rồi. Tôi báo để ông bà hay. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật ghép giác mạc cho cô nhà, không thể để lâu hơn được nữa. Bà Hương lắp bắp hỏi: Chi trả toàn bộ hả bác sĩ? Ai vậy bác sĩ? Ông Hùng gắt lên: Chỉ có thằng Tuấn vào đây chứ còn ai. Hay là bà định bảo là cái thằng khố rách áo ôm kia? Bà đừng có lắm chuyện nữa, để cho bác sĩ người ta còn làm việc. Vị bác sĩ trưởng khoa định lên tiếng giải thích, nhưng nhớ tới lời của Việt Toàn nên thở dài rồi bước đi. Ca phẫu thuật diễn ra thành công lắm. Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân ở lại theo dõi thêm. Sau khi Ngọc Ngà ghép mắt thành công và nhìn lại được, Mạnh Tuấn cũng về đến. Thoáng thấy hai vợ chồng ông Khánh, chưa kịp nói gì thì ông Khánh đã lao ra bắt tay và xoắn xít luôn mồm cảm ơn. Đấy, may là có cháu đó, con Ngà nó mới nhìn thấy được. Gia đình bác cảm ơn cháu lắm, rất là cảm ơn cháu luôn đó. Mạnh Tuấn thì cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy ông Khánh cứ luôn mồm nói thì gã cũng hiểu được phần nào, nên cũng té nước theo mưa luôn. Dạ, đâu có gì đâu bác, Ngọc Ngà là hôn thê của cháu mà, cháu phải lo cho vợ mình chứ, đúng không hai bác? À nhầm, phải gọi là bố mẹ chứ. Ông Khánh cười lớn trong sung sướng rồi kéo tay gã vào trong. Sau 3 lần chẩn đoán, bác sĩ kết luận đôi mắt của Ngọc Ngà đã hoàn toàn bình phục, có thể xuất viện. Tuy vậy, trong cô luôn trào lên những cảm giác rất buồn bã. Trong giờ phút liệm đi trên giường bệnh, giọng nói của Việt Toàn vẫn thoang thoảng bên tai, len vào tận trong tâm khảm của cô. Cô đi khắp nơi để hỏi về Toàn, nhưng không ai biết Việt Toàn đã bỏ đi đâu. Cửa tiệm thì đóng cửa im ỉm. Cô đã đi tìm rất lâu, qua cả thu, cả hạ, nhưng không thể nào tìm được bóng dáng của anh. 3 năm sau, theo thời gian cùng sự săn đón của Mạnh Tuấn, trái tim cô cũng đã nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ về Việt Toàn. Ông bà Khánh đã giao cả sản nghiệp cho con gái mình làm chủ, và cái ngày định mệnh khi Ngọc Ngà lên xe hoa đi lấy chồng cũng đã đến. Con bằng lòng. Tiếng của Ngọc Ngà vang lên trong giáo đường khi Mạnh Tuấn lòng vào tay cô chiếc nhẫn kim cương sang trọng. Tiếng hò reo vỗ tay, tiếng chúc tụng, tiếng sâm banh bật lên bôm bốp, càng làm cho không khí tiệc cưới thêm phần sôi động. 3 tháng sau, 4 giờ sáng ngày hôm ấy, khi hai vợ chồng đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Ngọc Ngà chau mày nhìn chồng rồi hỏi: Ai mà gọi cho anh sớm vậy? Sao có chuyện gì không anh? Mạnh Tuấn với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường rồi nhìn vào màn hình, đoạn quay sang bảo với vợ: À, có cái đối tác ở bên Singapore, anh ra ngoài nghe máy chút nha, em ngủ thêm chút đi. Nói rồi gã choàng tạm tấm áo ngủ rồi bước ra ngoài phòng nghe máy. Đầu dây bên kia vọng lại một tiếng thúc giục: Thế nào, tới khoản nợ mày nợ bố mày thì bao giờ thanh toán hả Tuấn? Bố mày cho mày khất 2 lần rồi đó. Tiền của bố mày đâu phải lá đa, thời gian của bố mày cũng không phải để chờ đợi mày trả nợ đâu. Mạnh Tuấn ngoái đầu lại nhìn vào phòng trong rồi khẽ run giọng đáp: Anh láng cho em thêm tuần nữa, em mà vô cái vố này là anh tha hồ mà trả cho anh luôn á. Nể tình chỗ anh em lâu năm, cho em 1 tuần đi mà, 1 tuần nữa thôi. Tiếng đầu dây bên kia cười cợt: thần bí, nói thẳng mẹ nó ra là mày đang lừa con gái nhà lão Khánh đúng không? Mày lừa nó dính kết hôn rồi, bây giờ mày tìm cách mà chiếm luôn gia tài nó chứ gì. Tao còn lạ mẹ với cái mặt của mày, nhưng mà kệ mẹ mày, mày làm cái gì cũng được. Đúng 1 tuần nữa không trả nợ thì coi chừng tao, nhớ chưa? Tuấn ậm ừ cho có lệ rồi đáp: Anh cứ yên tâm, thằng Tuấn này có dây có trả mà, đúng 1 tuần nữa em trả cả gốc lẫn lời, tuyệt không có thiếu anh một xu nào đâu. Nói rồi Tuấn cúp máy rồi trở vào phòng trong, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này gã mới lộ rõ bộ mặt thật của mình. Suốt 8 năm qua gã theo đuổi Ngọc Ngà nào phải vì tình yêu, mà vì cái gia tài kết xù mà cô được thừa hưởng từ ba mẹ cô.
Hơn thế nữa, một năm về trước, ba mẹ của gã Tuấn đã chính thức trao toàn bộ quyền thừa kế cho anh trai của gã, chỉ để lại cho gã căn nhà vì biết tính của gã ham mê bài bạc, đổ đốn, không chịu làm ăn. Nhìn Ngọc Ngà nằm im thiêm thiếp trong giấc ngủ, trong đầu gã đã nảy ra bao nhiêu toàn tính. Bẵng đi 6 ngày sau, thời hạn trả nợ cũng đã gần đến. Gã sống trong một trạng thái lo lắng lắm. Thằng 2 tỷ là dân cho dây nặng lãi có máu mặt. Ở cái đất Hà Nội này, ai mà không biết nó. Gã đã từng chứng kiến cảnh một kẻ vay hơn 100 triệu tiền chơi bạc mà không trả. Thằng 2 tỷ nó sai đàn em nửa đêm lẻn vào nhà, chặt cục hết một tay. Huống hồ gì số tiền gã vay lên đến gần 7 tỷ bạc. Bố mẹ gã đã từ mặt gã từ lâu, sau bao lần muối mặt trả nợ. Gã đã bao lần ngọt nhạt cùng Ngọc Ngà nhất định cũng không chịu sang tên công ty. Vì vậy hắn chỉ còn có một cách duy nhất, đó là giết vợ. Sau bao nhiêu vỗ về, ôm ấp, ngọt nhạt, dụ dỗ vuốt ve, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ chối khi gã mở miệng muốn vợ mình sang lại toàn bộ tài sản. Gã suy nghĩ lâu lắm rồi quyết định phải làm một thứ gì đó mạnh tay hơn. Chỉ khi nào vợ của gã chết thì toàn bộ số tài sản đó sẽ thuộc về gã. Gã không rõ từ bao giờ mà cái ý nghĩ đen tối đó len lỏi vào trong đầu, nhưng gã biết lúc này đó là lời khẳng định. Gã phải giết được vợ để độc chiếm sản nghiệp của nhà cô. Nghĩ rồi, gã nhanh chóng nổ máy xe ra ngoài. Lát sau trở về, trong ba lô đã có sẵn một liều thuốc độc. 10 phút sau, Ngọc Ngà trở về nhà. Vừa thấy vợ, gã đã dở giọng ngọt nhạt. Em về đó hả? Công việc thế nào rồi? Ngọc Ngà đặt chiếc túi xách xuống rồi lên giọng dỗi hờn. Em đi thị sát mới chi nhánh mới. Hợp đồng đổ về nhiều quá mà mình em có xoay sở kịp đâu. Mà hôm nay sao anh không lên công ty vậy? Làm phó giám đốc mà bê trễ vậy đó hả? Gã ấp úng. Thì anh thấy hơi mệt mà. Mà em ăn uống gì chưa? Em ăn với đối tác rồi. Giờ em muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ rất là bận đó. Gã ậm ừ rồi thúc giục vợ đi tắm. Tiếng nước trong nhà tắm vọng ra. Thì ở bên ngoài, gã đã cẩn thận hòa gói thuốc độc vào ly sữa nóng rồi ngồi hút thuốc chờ đợi. Cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt hơn. Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thảm thiết. Những cành cây cổ thụ cạnh căn biệt thự của hai vợ chồng gã đang oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn ra. Dưới ánh đèn đường nhờ nhợ vàng, con đường phía dưới heo hút không một bóng người. Bỗng, ngay trước cổng căn nhà, một thân ảnh lầm lũi chậm chậm tiến vào. Thân ảnh mờ mịt dưới mưa, hai hốc mắt rỉ ra hai dòng máu, khẽ ngước đầu lên nhìn chậm chậm vào trong nhà. Sau chuyến thị sát trở về, cả thân người Ngọc Ngà ướt sũng và lạnh khống. Cô lao vào nhà tắm, định ngâm mình trong làn nước nóng cho bớt đi cái lạnh cực độ đang len lỏi vào từng đường da thớ thịt. Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi sen xối vào người khiến cho cô cảm thấy tỉnh táo. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao cô có cảm giác lạ lạ. Ngọc Ngà nhìn quanh vẫn không thấy ai cả. Chồng cô thì đang ở nhà ngoài. Cô chau mày suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cho cô á khẩu không thốt nên lời. Trong gương là một gương mặt của một người đàn ông. Không, là Việt Toàn, với dáng dấp và mái tóc xoăn quen thuộc hiện rõ lên mồn một. Khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt đang đứng ngay sau lưng nhìn cô. Ngọc Ngà điếng hồn, đứng chôn chân như trời trồng. Loáng thoáng trong tiếng gió gào rú bên ô cửa kính, một màn sương khói lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo. Tấm gương loang loáng hơi nước, trước mắt cô rõ mồn một, đó chính là Việt Toàn. Việt Toàn nhìn cô, khuôn mặt có điều gì u uất lắm. Rồi một cái giọng nói trầm đục cất lên, thứ âm thanh khô khốc, thoát tục như vọng về từ chốn xa xăm nào đó. Đừng uống ly ly sữa đó đó.
non giết em. Chạy ngay đi. Nói rồi, thân ảnh Việt Toàn bỗng nhiên quay lưng lại và khuất dần sau làn khói mờ. Biểu cảm đó có gì u uất lắm. Ngọc Nga thét lên kinh hoàng rồi vùng dậy, nhìn quanh quẩn, chỉ thấy mình đang ngâm mình trong bồn nước nóng. Hóa ra đó chỉ là cơn mộng mị. Nhưng cơn mơ thật đến nỗi cô có thể cảm nhận ra được hình ảnh của Việt Toàn như vừa có mặt bên cô. Đã bao nhiêu năm cô nén nỗi nhớ về anh vào sâu trong lòng. Tại sao giờ đây anh lại xuất hiện? Tại sao hai hốc mắt lại đỏ lòm và rỉ máu? Ngọc Ngà co chân trong bồn tắm, suy nghĩ rất lâu. Bên tai, tiếng của Việt Toàn vẫn dội lại đều đặn. Đừng uống ly sữa đó. Đón giết em đêm nay. Chạy ngay đi. Ngọc Ngà với lấy cái khăn tắm choàng lên người, rồi mau chóng thay đồ, đẩy cửa nhà tắm bước ra. Toàn thân cô chợt có một cảm giác ớn lạnh. Không khí trong căn biệt thự đêm nay đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngọc Ngà trở ra phòng khách rồi tính đi ngủ sớm thì bất ngờ gã chồng tiến lại. Trong tay gã là một ly sữa bốc khói nghi ngút. Gã đặt ly sữa lên bàn rồi cười bảo: "Em uống sữa đi cho nó ấm bụng nè, đừng có để bụng đói khúc đi ngủ nha." Ngọc Ngà nhìn mặt gã rồi thoáng chút hồ nghi gợi lên trong lòng. Thời gian gần đây, kế toán thông báo là chồng của cô liên tục thanh toán những khoản tiền rất vô căn cứ. Cô đã định nói chuyện với gã, nhưng bận quá lại quên. Đã vậy, trong giấc mơ lại làm cho cô thêm đắn đo phần nào. Ngọc Ngà giả tảng rồi đón lấy ly sữa, rồi mặc cho gã thúc giục. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn chồng, rồi dặn hỏi: "Thời gian gần đây anh đang có chuyện gì giấu em đúng không? Tiền bạc công ty cứ thâm hụt không có lý do, anh nói em nghe đi." Gã ú ớ cãi chày cãi cối mấy câu cho có lệ, rồi lại thúc ép: Anh đang dở tới công chuyện, mẹ muốn sửa đi cho nó nguội giờ, sữa nó phải nóng uống mới được." Giấc mơ lúc nãy cùng hình ảnh của Việt Toàn lại một lần nữa dội vậy, làm cho cô hoang mang lắm. Cô ngồi định thần mấy giây rồi đưa tay cầm ly sữa. Có lẽ do ly sữa nóng quá, hoặc như có một sức mạnh vô hình nào đó bóp mạnh cổ tay nên cốc sữa bỗng rơi xuống đất, vỡ ra tan tành. Mảnh thủy tinh cùng sữa bắn tứ tung trên nền nhà. Ngọc Ngà giật mình hoảng hốt, tính trở vào trong bếp lấy khăn để ra lau dọn. Mãi chú ý nên cô không nhận ra sắc mặt của chồng mình đã chuyển sang màu xám xịt. Vừa quay người trở vào thì đến bếp cô đã nghe đầu nhói ở đỉnh đầu. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan dọc ra tứ chi, làm cho Ngọc Ngà loạng choạng, tay bám vào thành bếp rồi ngã ngồi xuống. Một cảm giác ấm nóng kèm theo đó là dòng máu tươi bắt đầu rỉ ra, chảy dài trên gò má. Ngọc Ngà hoảng hốt quay lại, đằng sau lưng cô chính là chồng của mình. Gã đứng đó im lìm, tay lăm lăm cây kiếm sắt cỡ lớn, nét mặt hằn lên một nét độc ác tột cùng. Ngọc Ngà run rẩy lắp bắp: Anh sao vậy? Anh tại sao anh?" Gã chậm rãi tiến về phía vợ mình, im lìm lãnh khóc. Hai con mắt vặn lên những tia máu khi nghĩ đến khoảnh khắc giết vợ, mới gia sản đó sẽ tất cả thuộc về gã, chỉ một mình gã mà thôi. Gã cười lên hình hệt, tiến sát lại nhìn vợ bằng cái nhìn ngập tràn thù hận và bảo: "Tao đã nói bao lần là mày nên sang lại cái công ty cho tao rồi ngoan ngoãn lui về nhà, mà mày có nghe đâu. 8 năm qua tao theo mày như một con chó. Bản thân mày có giây phút nào mày yêu tao không? Hay đêm đêm mày vẫn lén ngồi đó mà khóc, mà thương cái thằng sửa xe? Mày có tệ bạc với tao quá không vậy?" Ngọc Ngà lùi hẳn vào góc bếp, miệng run rẩy: Không, anh bình tĩnh lại đi." Gã rít lên qua kẽ răng: "Hôm nay tao cho mày biết hết. Tao nợ tiền cờ, tiền bạc, lấy mẹ đẻ lại con,
đến cả chục tỷ rồi. Tao mà không trả thì tụi nó giết tao. Tao đã bao lần nói mày sang nhượng lại công ty cho tao mà sao mày không nghe? Vậy bây giờ mày đừng có trách tao bất nhân nha. Tao đã nhắm được một khu đất bỏ hoang rồi. Tao chôn mày ở đó cái trời mới hay. Yên tâm đi, sau khi mày chết tao sẽ tiếp quản công ty. Di chúc của mày tao chuẩn bị sẵn rồi. Điểm chỉ vô là có hiệu lực. Gã nghiến răng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng nhịp tim của gã đang đập mạnh. Gã điên cuồng vung chiếc kiềm sắt bổ xuống đầu vợ mình. Gã nghiến răng rồi bóp cổ vợ mình, rồi cứ nhè đầu mà đập. Những tiếng cọp cọp vang lên khô khốc, kèm theo tiếng nước mưa đang ầm ầm trên máy. Tiếng gạo đến lạc giọng rồi nhanh chóng mất hút trong màn đêm đen đặc. Mấy phút sau, Ngọc Nga nằm đó với vết thương to tướng trên đầu, máu huyết chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Gã đứng dậy, thở hồng hộc nhìn vợ. Vợ là một đống máu thịt. Bộ áo sơ mi trên người gã cũng nhơ nhớp máu tanh. Gã điên cuồng lục lọi tìm trong ngăn kéo phòng ngủ ra tờ giấy sang nhượng, rồi cầm tay vợ mình lăn vào một vệt đó. Rất nhanh, điểm chỉ đã xong. Gã sung sướng nghĩ đến số gia sản bây giờ sẽ thuộc về mình. Gã gấp gọn tờ giấy rồi nhét lại ngăn kéo. Đang tính trở ra để lấy cái túi ngủ, chuẩn bị gói xác vợ của mình đem đi chôn theo kế hoạch, thì một tiếng vọng ra từ bên ngoài căn biệt thự làm cho gã hoảng hồn. Phòng bếp của vợ chồng gã nằm ở tầng trệt, còn cái cửa sổ nhìn ra ngoài sân bên hông khá rộng. Bên cạnh là cây phượng cao cỡ 4 mét, tàn lá xum xuê quanh năm che đi cái nắng nóng của Hà Thành về hè. Phòng bếp khá rộng rãi, chỉ đặt duy nhất chiếc bàn ăn kê chính giữa. Gã vừa đang phân tâm vì vừa mới giết vợ xong, thì tiếng động, tiếng chân người đi bên hông nhà làm cho gã hoang mang lắm. Vẫn biết giờ này đã quá nửa khuya, lại đêm hôm mưa gió. Giả sử nếu có tên trộm nào lẻn vào chứng kiến gã đập đầu vợ như vậy thì gã có chạy đường trời. Gã hoảng loạn tiến sát lại, hé mắt nhìn qua ô cửa kính để xem xét tình hình. Tay vẫn lăm lăm cây kiềm to bản. Ánh sáng của ngọn đèn tròn máng bên hông nhà kèm theo nước mưa hắt vào ô cửa kính làm cho gã không thể quan sát được hết lượt. Gã định thần đứng đó hồi lâu vẫn không thấy có điều gì kỳ lạ, mới quay lại bếp miệng lầm bầm một điều gì đó. Chưa kịp hoàn hồn thì bên tai gã vọng lên những âm thanh mà lúc đầu gã cứ đinh ninh đó là tiếng mưa rơi ngoài ban công. Lộc cộp, lộc cộp. Tiếng động như tiếng bước chân đều đặn, mỗi lúc một lớn dần, hòa trong tiếng mưa làm cho gã không thể nào rời mắt khỏi ô cửa sổ. Một lần nữa, toàn thân gã đã nổi gai ốc, bất giác đánh rơi chiếc kiềm sắt còn dính đầy máu xuống đất. Ngay sát bức tường, tiếng con mực đang sủa lên không ngớt. Mực là chó giống Lai Ca, cực kỳ thông minh và coi nhà rất giỏi. Gã đã tốn mấy triệu bạc mua nó về, rồi tốn thêm mớ tiền cho người huấn luyện, nên nó nghe lời gã lắm. Từng trang âm thanh dài, rồi cứ như tắc nghẹn trong cổ họng của con chó. Gã bực mình tính ra ngoài sân xem sự thể cụ thể như thế nào. Nhưng phần thì ngại mưa lớn, phần thì gã lo sợ việc giết vợ bị phanh phui nên cũng đắn đo lắm. Trong đầu gã một ý nghĩ mới xuất hiện, gã lẩm bẩm trong miệng: hay là có kẻ trộm lẻn vào nhà mình? Thôi đúng rồi. Gã nhanh tay lấy tấm khăn trải bàn phủ tạm lên người Ngọc Ngà, đoạn nhanh chân bước ra ngoài, với tay bật chùm đèn trên trần. Nhưng không sáng, gã bực mình chửi lầm bầm trong họng: mẹ nó, sao giờ này cúp điện? Một tia chớp lóe lên theo một tràng âm thanh rền vang trên bầu trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sau khi đảo quanh một vòng thấy mọi thứ vẫn ổn, gã mới trở lại phòng. Nhưng lúc gã vừa quay lưng từ hướng cửa chính để chuẩn bị vào bếp kéo xác vợ mình đem đi chôn, thì ánh chớp chói lòa đổ ập xuống rọi qua cánh cửa kính làm cho gã giật mình. Vì trong vòng vài giây đó rõ ràng chỉ có mình gã, nhưng lại có tới hai cái bóng. Gã bất giác quay quắt lại nhìn sau lưng rồi quát lớn: đứa nào nữa đem lấy vào nhà tao, khôn hồn thì cút xéo đừng để tao bắt được nha.
Đổi lại chỉ có tiếng sấm rền và vài ánh chớp dọc ngang soi sáng cả khoảng sân trước biệt thự. Gã định bụng vào bếp kéo xác vợ mình ra, sau đó đưa xuống luôn nhà kho để lấy cái túi ngủ nhằm gói xác vợ lại. Nhưng vừa lúc quay đi, gã lại có cảm giác như ai đó đang đứng nhìn chằm chằm vào gã. Gai ốc nổi dọc sống lưng khi một làn gió buốt xộc thẳng vào gan ruột. Trực giác mách bảo cho hắn rằng gã đã đang có nguy hiểm, và gã bất giác quay đầu lại. Thì ôi thôi, đập vào mắt gã đằng sau ô kính loang loáng nước mưa là Việt Toàn. Việt Toàn đứng đó khuôn mặt khô đét nhưng toàn thân phù thủng ướt đẫm nước. Bộ quần áo cánh nâu dính bết bùn đất căng ra theo từng thớ thịt. Hai hốc mắt sâu hắm ọc ra những dòng máu đen xì ướt đẫm cả cổ áo, hòa với nước mưa làm đỏ lòm cái ô cửa kính. Gã á khẩu, toàn thân cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn cái thây ma đang nhễu toàn và máu mỡ nhớp nháp. Hai hốc mắt không có con ngươi đang phun ra ọng ọc máu tanh. Việt Toàn nhẹ nhẹ gật đầu rồi chậm chậm xuyên qua cánh cửa, miệng không ngớt một thứ âm thanh khản đục: sao mày giết cô ấy? Sao mày dám giết cô ấy? Gã kinh hãi thét lên rồi lùi lại lao nhanh ra ngoài cửa. Mặc cho mưa gió tạt vào thân thể, gã điên cuồng nổ mấy chiếc Honda trong gara rồi lao vụt ra ngoài con lộ, nhắm hướng căn nhà của Minh, một tay cờ bạc chí thần của gã mà xin tá túc qua đêm. Thằng Minh thấy gã toàn thân lạnh cống đang run lên từng chập thì kéo gã vào nhà, đoạn ném cho gã bộ đồ cũ rồi thúc giục đi tắm. Thấy gã mặt mày biến sắc, thằng Minh cũng không hỏi han gì thêm mà bảo gã mau chóng đi ngủ đi kẻo lạnh. Phòng ngủ ở trên tầng trệt, thằng Minh hay dùng để đám bạn ngủ qua đêm, có cái ban công khá rộng nhìn ra ngoài sân. Cả tiếng đồng hồ sau, chắc là đã gần 3 giờ sáng, gã mới rón rén tung tấm chăn đang trùm kín để dậy đi tiểu. Rồi lại quay trở lại phòng rất nhanh, rồi lăn qua lăn lại trăn trở. Có lẽ căn phòng quá sáng đã khiến gã không tài nào ngủ được, hay tâm thức đã không cho hắn chợp mắt. Hình ảnh của Việt Toàn đầy máu me, hốc mắt rỉ ra hai dòng máu, đang đứng cạnh ở xác ngọc ngà, làm cho hắn không thể nào ngủ được. Nhưng ngặt nổi, cơn buồn ngủ thì cứ ùa đến, kéo sập mí mắt hắn. Nghĩ thế, hắn với tay tắt cả hai ngọn đèn trần cũng như đèn ngủ ở đầu giường, rồi chui vào trong chăn cuộn mình. Nhưng khi đèn vừa tắt thì từ khoảng sân trước biệt thự, con chó nhà thằng Minh nuôi cũng bắt đầu gầm gừ những âm thanh nho nhỏ, rồi hai chân trước lại cao cao vào bờ tường liên tục nghe rình rích, làm cho gã thấy rùng mình. Cuộn chặt tấm đệm lại nhưng gai ốc vẫn cứ nổi lên liên miên. Không dám ra ngoài ban công, gã đưa hai tay bịt tai lại, nhưng con chó lại chu lên mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau lại sủa từng hồi liên tục, và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Gã lại thoát người run lên bần bật vì biết chắc rằng oan hồn của Việt Toàn vẫn không buông tha hắn. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao thằng Minh lại không nghe thấy? Gã chờ đợi mãi mà chẳng thấy thằng Minh cằn nhằn lên tiếng, chứng tỏ là chỉ có một mình gã nghe được. Gã nằm co quắp ôm cái gối vào lòng, mắt lòm lòm nhìn ra ô cửa sổ còn loang loáng đọng nước mưa. Một lúc sau, tiếng chó bỗng im bặt, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn. Gã nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở, nhưng tiếng chó vừa im được một lúc thì phía căn phòng bên cạnh, cảnh sát ngay đầu giường của gã lại vang lên những tiếng lộp cộp không dứt. Gã điếng hồn ngồi bật dậy, tiện tay bật thêm ngọn đèn máng ngay dưới ban công để quan sát cho rõ. Đoạn chạy nhanh sang gọi thằng Minh, theo gã đi ra ngoài nhà, miệng cứ luôn mồm khẳng định là nhà đang có trộm. Đứng trên thảm cỏ rộng hơn chục mét, trải dài không một góc chết, thằng Minh trố mắt giật mình, há mồm nhìn theo hướng tay gã chỉ. Ngay dưới bức tường kia, dưới ban công, quả thật là chằng chịt những vết cào như có ai đó đang cố ý cầm đinh mà vạch lên vậy. Biệt thự mới xây, tường còn nguyên nên dấu cào càng rõ. Gã nhìn thằng Minh rồi kinh hãi nói,
Đó, mày thấy chưa? Tao đã bảo mà, con chó nó kêu, nó cào nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi. Rồi gã hốt hoảng chỉ tay và nói lớn hơn. Nè, nè, mày coi nè, có dấu chân người luôn nè. Đứng ngay đằng sau cửa sổ nhìn vô buồng ngủ của tao đó. Rõ ràng là dấu chân còn in lại nè, ngay cái chỗ đất này luôn nè. Sân này từ trước tới giờ làm gì có ai dám tới. Tao phải chạy xuống gọi mày, nửa đêm là gì vậy đó. Thằng Minh cũng vừa nhận ra, dấu chân quay mũi hướng vào trong nhà, làm nó bắt đầu đổi thái độ. Một cảm giác rợn rợn bất chợt lan toàn cơ thể nó. Nó im lặng quay đầu ra nhìn hàng rào, nơi có con chó quanh năm canh chừng, rồi kéo tay gã ra hiệu bảo vào nhà, rồi khép cửa lại. Tao thì tao vẫn không tin là nhà có thằng trộm nào đâu. Ở cái đất này ai mà không biết tiếng của tao. Má nó khùng hay sao mà nó dám vô nhà tao nó trộm. Với lại con chó nó to lù lù thế kia mà, không khéo thì chỉ có... Chỉ có làm sao? Chỉ có ma nó mới dám mào vô đây chứ sao. Hai chữ có ma thoát ra từ miệng thằng Minh làm cho gã bất giác rùng mình. Hơn ai hết, gã biết chắc là không có thằng trộm nào lẻn vào nhà gã đêm qua, mà đó là hồn ma. Nói thẳng là hồn ma của Việt Toàn. Sau khi chứng kiến cảnh đã giết vợ đột nhiên hiện về đòi mạng, gã biết, nhưng gã giấu nhẹm đi, không thể để cho ai biết được việc này cả. Gã hoảng hồn ngồi run run rồi giục thằng Minh vào nhà. Nhưng lạ thay, thằng Minh cứ trơ ra mặc cho gã gọi tới 4-5 lần. Gã điên tiết quay lại chửi, thì bất giác gã kêu thét lên rồi lăn ra ngất lịm. Đứng trước mặt gã nào phải thằng bạn cờ bạc năm nào, mà chính là Việt Toàn. Việt Toàn đứng đó, toàn thân máu me dập nát, hai hốc mắt không ngừng rỉ máu, mùi hôi tanh tẩm lợm xộc vào mũi làm cho gã á khẩu, hai mắt lạc thần, ngã ngồi xuống thảm cỏ. Việt Toàn im lìm trong màn đêm, rồi chậm chậm tiến lại, cất giọng giận dữ. Sao mày nỡ lấp lại quay? Sao mày giết cô ấy? Gã bất thần cười lên man dại, rồi trở vào nhà kho, lấy ra một sợi dây thừng, rất nhanh kết thành một cái thòng lọng. Bốn giờ sáng ngày hôm ấy, bà Hương đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì bị tiếng khóc nỉ non đánh thức. Bà giật mình choàng tỉnh, rồi cố gắng hình dung lại tất cả những thứ âm thanh kỳ lạ đó. Ông Khánh chồng bà vẫn nằm ngửa, tiếng ngáy vẫn đều đều, chứng tỏ ông đang ngủ say lắm. Bà Hương cố dỗ giấc ngủ nhưng không ngủ được, mệt mỏi trở dậy dù đôi mắt vẫn còn cay cay. Bà tiến vào nhà tắm rồi đứng trước bồn rửa mặt, cúi mặt xuống vặn nước. Bà nhắm mắt lại vọc thật nhiều nước rồi vả lên mặt mình cho tỉnh. Đang lầu mặt thì bà ngạc nhiên khựng lại vì chợt thấy có một mùi gì đó rất hôi thối. Càng về sau, cái mùi đó càng nặng, làm cho bà phải nhíu mày lại. Dường như có tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần. Bà im lặng, lắng nghe thì lại không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng, mênh mông, không một tiếng động nào ngoài tiếng mưa đã bất chợt tạnh. Lâu lâu chỉ còn rơi vài giọt. Bà mon men vào trong phòng ngủ, giáo giác ngó quanh tứ phía, thì bất chợt bà suýt thét lên. Ở giữa phòng khách, từ bao giờ lù lù một thân ảnh ma mị đang ngồi khóc, và tiếng khóc nỉ non ai oán lắm. Rồi không để cho bà Hương kịp thét lên, thân ảnh đó đã cất giọng chậm chậm gấp gáp. Ngọc Ngọc à, bị chồng lại, cô ấy bị thương nặng lắm. Bay trong ngoài, mày còn cũng kịp. Bà Hương á khẩu, nhận ra thân ảnh đó hệt như người yêu cũ của con gái mình. Không thể nào cất tiếng hỏi, bà giật mình ngồi bật dậy, nhìn quanh quẩn, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này thật đến nỗi tiếng nói vẫn cứ đều đều vang lên, làm cho gan ruột của bà nóng như lửa đốt. Như có linh tính mách bảo, bà điên cuồng gọi chồng dậy và bắt ông Khánh lập tức chở bà qua nhà con gái, vì đã gọi mấy chục cuộc mà không ai nghe máy. Ngọc Ngà được phát hiện với vết thương rất nặng trên đầu. Sau khi vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ thông báo cơ hội cứu sống chỉ còn khoảng 15%.
ông bà Khánh chỉ biết gục xuống ở cửa phòng phẫu thuật mà nguyện cầu. Đã mấy tiếng trôi qua, vị bác sĩ trưởng khoa năm nào vui vẻ bước ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công. Nhận ra bệnh nhân và cả cha mẹ đều là những người của 3 năm trước gặp mặt, bác sĩ không thể nào kìm lòng được mà đã kể hết sự thật, rằng ca phẫu thuật năm đó là toàn bộ số tiền tích cóp của Việt Toàn, giác mạc mà con gái của ông bà nhận cũng từ Việt Toàn, từ sau vụ tai nạn của chính anh ấy tự gây ra năm nào. Từng lời kể của bác sĩ như nhát dao xoáy sâu vào tâm khảm của hai vợ chồng. Bà Hương đau đớn gục xuống rồi gào lên. Cũng chính là cậu ấy đã báo tin cho tôi. Chúng tôi nợ cậu ấy quá nhiều. Ông Khánh lúc này cũng dàn dụa nước mắt mà ôm vợ mình. Vị bác sĩ gạt nước mắt rồi an ủi. Thôi, ông bà cũng đừng đau khổ nữa. Chính tay tôi đã đứng ra tổ chức an táng cho cậu Toàn. Địa chỉ tôi ghi trên mảnh giấy này. Tôi nghĩ ông bà nên đến thắp cho cậu ấy một nén hương sau tất cả mọi chuyện. Thôi, chào ông bà. 9 giờ sáng, trong phòng phẫu thuật, ánh nắng ban mai khẽ rọi qua ô cửa, thoáng chiếu lên khuôn mặt của Ngọc Ngà. Cô vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ mà đâu biết rằng có một cánh bướm trắng vẫn đậu ở đầu giường bệnh. Không, cánh bướm trắng vẫn luôn bên cô đã 3 năm kể từ tháng 7.